Khúc này là đang xí soạn thử cái nón phù thủy coi đẹp không nè. Nhìn cũng được ha. Chắc mua cái này về hóa trang quá. Nếu mà bạn ở Canada mà chưa biết mua đồ trang trí Halloween ở đâu á, thì để mình dẫn các bạn đi Dollarama coi thử giá ha. Mình sẽ review từng cái món đồ luôn để mấy bạn thấy món nào mà phù hợp với mình thì đến mua luôn. Giá cả thì cũng phải chăng lắm. Đây nè, mấy cái này nè thì giá cũng từ 2 đến 4 đồng thôi, rất là rẻ. Mà mấy cái này là thuộc dạng trang trí nhẹ nhẹ thôi, phía sau mới là mấy cái đồ kinh dị hơn nè. Đây, wow, mấy con nhện đây nè. Để rải rác trong nhà hay là dán ở ngoài vườn chắc là mọi người sợ lắm ha, nhìn nó cũng giống thiệt lắm á. Hình như mấy cái này là mấy con mắt nè. Nhưng mà mấy cái này là đồ trang trí nhẹ nhàng thôi. Đây, qua bên đây nè, đây, hơi hơi nặng thôi nha. Mấy cái này là mình nghĩ là cái độ lớn cũng vừa phải, cái này treo lên cửa nè, hấp dẫn nè. Đây, giá cũng có 2 đồng mấy thôi, rẻ ha. Trời ơi, mỗi con đầy đủ lúc la lúc lắc được luôn, có 2 đồng mấy thôi, rẻ quá chừng luôn nè. Cái bộ xương này giá cũng không mắc đâu ha, cũng cỡ hình như 3 đồng mấy á. Đây, cái này bự nè. Wow, ui, cái bàn tay này nhìn ở ngoài giống thiệt lắm nha, ghê lắm. Nó còn mềm 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 nữa. Giá cũng không mắc đâu ha, cũng cỡ 4 đồng thôi à. Đây, trời ơi, ghê lắm. Mình nhấn nhấn thử nó mềm 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 ghê lắm. Cái này ban đêm là, ui, cái này là combo mắt nè, lỗ tai nè, ngón tai nè. Ui, thấy ghê. Cái này mà mua mà nhét mấy đứa nít chắc nó sợ dữ lắm. Ui, sợ quá. Cái này là cái màn trang trí thôi ha, nó là mấy cái dây kim tuyến rủ rủ xuống để trang trí á. Tất cả mấy cái này chỉ giá khoảng từ 2 cho tới 4 đồng thôi, rất là hợp lý để trang trí. Đây, cái khu này là chắc là khu cho con nít thôi nè. Mấy cái đồ mình thấy là mấy cái hũ này nè, chắc mua cho con nít để tụi nó đi xin kẹo á. Rồi bên khu này chỉ là kẹo thôi. Đây, mấy cái này là mấy cái đồ hóa trang cho mấy đứa nhỏ nè. Đây, đồ hóa trang dạng sương sương nhẹ nhẹ đồ thôi. Cái này là cái dây mà giăng, giống như là cái dây mà giăng ở trước nhà, giống như mấy cái chỗ mà người ta làm đường người ta hay giăng ra dây vàng đồ đó để cho cấm người ta bước qua đó, giống như dây cảnh báo vậy đó. Trời, mấy cái này thì cũng là đồ trang trí nhẹ nhàng thôi chứ cũng không có kinh dị lắm ha. Cái phần kinh dị nó còn ở phía sau kìa, tại vì mình đi hết luôn nguyên cái cửa hàng và mình quay hết luôn những cái đồ mà họ có về Halloween luôn. Cái này là đồ trang trí Halloween dễ thương, chắc cho mấy đứa nhóc nhỏ xíu thôi, giá cũng không có mắc ha, chỉ có vài đô thôi nè. Đây là 4 đô mấy nè. Cái này là chắc cho mấy đứa nhỏ nhỏ xíu thôi, tầm khoảng 4 đô mấy thôi. Ôi, chế bí này kêu quá à. Cũng 4 đô mấy hả. Cái này để trang trí trong nhà dễ thương nè. Nguyên một khu luôn, toàn là thú nhồi bông để trang trí Halloween. Rồi, kế bên là mình thấy là mấy cái này là mấy cái sticker nè. Chắc mấy đứa nhỏ thích để mua chắc dán trong phòng này nọ cho dễ thương á. Ở đây á, hễ mà có lễ hội gì á, là trong mấy cửa hàng trang trí á, là họ bán rất là nhiều. Đây, bán mấy cái chữ để dán lên nữa nè. Thì cứ mùa nào là mình đi vô mấy cái siêu thị hay là mấy cái cửa hàng á, là họ bán đồ trang trí và nhìn mê luôn, bởi vì nó theo cái màu theme rất là đẹp. Ui, y, trời ơi, mấy cái bước chân mà máu, cái này mà để mà tối tối nhìn cũng thấy ớn à.
Rồi, chỉ có cái đó ớn thôi chứ mấy cái sticker này dễ thương quá chừng. Giá cũng không mắc ha, khoảng một đồng mấy một cái sticker vậy thôi ha. Bên này cũng chỉ là đồ trang trí nhẹ nhẹ sương sương dễ thương cho con nít thôi. Còn mấy đồ kinh dị là mình thấy ở đằng kia kìa nhưng mà mình quay chưa có tới. Đây, mấy cái này thì nhà ai có em bé nhỏ. Ủa mấy con mắt này cũng không đáng sợ, nó cũng kiêu kiêu thôi à. Nhà có ai mà có mấy bé nhỏ thì trang trí mấy cái này là vừa phải ha. Còn nếu mà nhà ai có mấy bé lớn hoặc là người lớn á thì đợi thêm một chút xíu, qua bên kia đồ nặng đô hơn. Ô, hồi xưa là mình thích mấy cái trái mềm mềm vậy lắm nè. Mấy cái này giống như là mấy cái cây phát sáng á. Đây, mấy cây dài dài phát sáng nè, cũng rẻ lắm. Cũng mình không thấy, không nhớ rõ nhưng cỡ 1 đô 2 đô vậy thôi. Ôi, có mấy cái cuốn sổ nốt nhỏ nhỏ nè, rồi bút chì, bút màu này nọ nè, dễ thương ha. Đây là nguyên combo luôn nè. Mấy cái nốt nhỏ. Đây, bút chì Halloween. Cũng rẻ lắm, có mấy đô thôi hả. Đây, bút lông nè. Ồ, mấy cái này là mấy cái gì ta? Vậy mấy cái đồ đóng dấu á. Đây, bên này là mấy cái truyện hay sao, truyện về Halloween. Cái khu này chắc là khu cho mấy bé nhỏ nhỏ thôi nên là đồ trang trí nó dễ thương. Ồ, bên này là kẹo này nè. Thì đến Halloween á, thì ngày 31 tháng 10 thì nhà nào mà mình sẵn sàng cho kẹo cho mấy bé nhỏ thì mình thắp đèn ở phòng khách, thì mấy bé nhỏ sẽ bấm chuông và đến xin kẹo. Thì nếu như mà mình không muốn tham gia vào cái Halloween này á, thì mình có thể tắt đèn ở đằng trước hết và mình sử dụng đèn phía sau thôi, thì mấy bé biết là nhà mình không có kẹo thì mấy bé sẽ không đến xin. Nhưng mà chuẩn bị kẹo xong mấy bé đến xin thì cũng dễ thương ha. Đây là kẹo con mắt nè, trời ơi dễ thương quá, nhưng mà chưa có mua. Bây giờ đến tháng 10 rồi tụi mình qua rồi tụi mình sẽ mua. Thì có những nhà họ không muốn con nít mà bấm chuông làm phiền thì họ sẽ để sẵn một cái rổ bự ở ngoài trước và để kẹo ở trong đó. Thì mấy đứa nhỏ bên này tụi nó cũng dễ thương lắm, mình để rổ kẹo như vậy thì tụi nó sẽ không lấy hết, thì tụi nó chỉ lấy vừa đủ thôi. Ví dụ chẳng hạn như là mỗi đứa nó sẽ lấy 5 7 cục gì đó thôi rồi nó đi qua xin nhà khác, mà mỗi nhà tụi nó chỉ lấy ít ít vậy thôi á. Chứ mà đến lúc mà về đến nhà là trời ơi, đây nè, mấy cái chậu này nè là mua cho tụi nó để tụi nó đựng kẹo đi xin kẹo nè. Thì đến lúc về là coi như một đứa là một cái xô này là không đủ nha, chắc một đứa phải 2 3 xô luôn á. Cũng cũng còn, nói chung là tụi nó cứ đi xin xong về đổ ra xong rồi tiếp tục đi xin nữa, vui lắm. Thì năm nào tụi nó cũng đi xin cho vui, mấy mấy đứa con của bạn mình á nó cũng đi xin cho vui thôi, chứ thật ra tụi nó cũng không ăn hết nổi bởi vì rất là nhiều. Xong rồi tụi nó đi xin về xong rồi cái phân loại ra xong tụi nó cũng vui, tức là hết một đêm đó là sẽ rất là vui. Còn người lớn tụi mình á thì sẽ tụ tập về một nhà rồi xong rồi tụi mình sẽ ăn uống rồi đợi tụi nhỏ đi xin kẹo về rồi chơi, cũng dễ thương. Ồ, cái khu này cũng còn là cái khu trang trí dễ thương cho Halloween nè. Đây, mấy cái này là dán trên tường nè. Ồ, khu này vẫn còn cute quá, chưa có đáng sợ nha. Nè. Đây, bắt đầu. Đây, mấy cái này nè, trời ơi, để đằng trước nhà hấp dẫn ha. Đây là mấy cái bia nè. Cũng cũng vài đồng thôi à, cỡ 4 5 đồng thôi. Đây, bên này nè, nhìn thấy thật hơn ha. Đó. Người ta sơn mấy cái nhũ vàng hay nhũ bạc lên thì nhìn nó có vẻ giống cái bia mộ thật nè. Rồi mấy cái xương này là có dạ quang á, buổi tối nhìn là sợ lắm á. Ôi, ô,
Cái đầu em bé, sợ quá. Cái con chim này mới đầu tiên mình còn ngại không dám cầm luôn á, bởi vì nó làm bằng lông thiệt. Ôi cái con này là mình không dám cầm luôn, hình như là con dơi, rất là ghê. Trời, bên này là mấy cái đồ để hóa trang nè. Đây là cái mũ hồi nãy mình đã đội ở đầu video clip á. Đó là tụi con gái thì thích hóa trang thành phù thủy ha, thì sẽ vô đây mua mấy cái nón nè, rồi có cả khăn choàng nữa nè. Nhưng mà cũng tùy ý thích của mỗi đứa thôi, có đứa nó thích làm phù thủy, nhưng có đứa nó thích làm con này con kia, hay thậm chí tụi nó thích làm công chúa thì cũng có đồ ở đây hết ha. Đây cướp biển, năm ngoái con bạn mình là nó làm cướp biển nè, đây có bán nón cướp biển nè, rồi đây bán nón quý tộc đồ nè ha. Đó rồi cả mặt nạ nữa nè đó, muốn muốn mặt nạ gì thì có mặt nạ đó, rồi muốn đổi tóc giả nè có luôn. Đây tóc bạc bạc mua đen quá, tóc tím đồ cũng có 4 đồng mấy thôi. Đây tóc tím nè, tóc xanh nè, tóc bạc nè, tóc hồng nè, trời ơi đủ thứ tóc. Muốn thành nhân vật gì thì hầu như là cũng có đồ ha. Đây nó tóc của nam cũng đẹp quá nè. Này là mấy cái dây đèn á, hình trái bí nè, nhìn cũng dễ thương ha. Trời ơi, đây đây. Máu, máu giả, blood spray để xịt 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 lên có 3 đồng mấy thôi. Còn ở trên này là bộ combo make up luôn, để cho giống như mình make up cho cái team nào là nó có màu đó thôi, mình chỉ cần mua thôi. Cái này là bộ hóa trang chú hề nè, mình mua đúng cái màu đó là mình make up ra được cái team đó luôn. Ồ cái này lấp lánh dễ thương quá nè. Rồi năm nay mình mới đi, mình mới coi kỹ á, thì mình thấy nó có quá nhiều đồ đi, chứ năm ngoái là tại vì mình cũng chỉ mua sơ sơ nón đồ thôi, cho nên là mình không có đi kỹ như năm nay. Năm nay do quay video mình mới đi kỹ như vậy á. Ồ bên này có con cú nè, nhưng mà mấy cái này thì mình không thích lắm, bởi vì nó không có giống thiệt. Đây một con ma dễ thương. Rồi như mấy cái này là tấm mạng nhện bự á, để mình giăng ra là nó được một cái mạng nhện bự luôn. Rồi mình thấy là bây giờ mọi người cũng bắt đầu đi mua ở khu này nhiều lắm rồi. Này là quần áo làm Superman nè. Halloween mọi người cũng thích làm Superman lắm nha, mấy đứa nhỏ thích làm Superman lắm nha. Còn có khi mấy đứa con gái thì cũng thích làm công chúa lắm. Đây nè, đây công chúa có cánh luôn nè, đó làm nàng tiên có cánh luôn. Cũng tầm khoảng 4 đô thôi, 4-5 đô thôi, không có cao hơn đâu. Giá rất là rẻ. Cho nên mỗi năm là tụi nó lại đổi mỗi cái kiểu khác nhau. Đây, ở đây có trời ơi, bào tài có cái móng tay luôn. Đúng thêm dễ sợ luôn, đúng thêm Halloween luôn. Đâu để coi coi nhiêu tiền. Hình như là đó cũng 4 đồng mấy thôi. Đó cũng hợp lý ha. Ở bên này thì 4 đồng mấy để mua mấy cái đồ hóa trang thì cũng không mắc. Cái này là găng tay mạng nhện, găng tay bộ xương, ôi vớ nữa. Có cả đồ nè, mặt nạ nè. Đây mà ai muốn mặt nạ dễ thương thì có mặt nạ dễ thương. Ai trời ơi mặt nạ chim ghê quá, có 2 đồng mấy. Mặt nạ con quỷ, cái này hình như là robot hay cái gì nè. Cái mặt nạ dạ quang này mà hóa trang là khiếp nha, cũng có 3 đồng mấy thôi. Ơi để về nói mấy đứa nhỏ, cái này hấp dẫn nè, cái này mà đi trong đêm tối đi qua xanh kẹo là người lớn cũng hết hồn luôn. Qua mặt nạ dơi nè. Cái này là mặt nạ. Cái này là cái cài mà rắn mà nhiều đầu á, nữ thần rắn hay cái gì á. Đây nè, đây đây chỉ là một cái dãy thôi ha, chứ nó có tới mấy dãy bán đồ như vậy luôn. Mình sợ nhất là cái này nè, bởi vì cái tay nó làm mềm mềm mềm, nhìn giống mấy trang thiệt á. Nè còn mấy cái tay có máu nữa nè, mấy cái này. Mấy cái chân nữa nè, mấy cái chân thì mình thấy không giống bằng mấy cái tay giống lắm mà nó ghê, mà nó mềm mềm nữa.
Ồ, mấy con này giống mấy con khủng long nhỏ nè. Bộ xương khủng long nhỏ nhìn cũng 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 rất là giống và giống thật á, mà rẻ lắm. Cũng tầm 4 5 đồng thôi. Đây còn nhiều lắm. Nhiều lắm, mình quay không hết luôn đó. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Đây con ong, bộ xương con ong. Có 2 đồng mấy thôi. Đây là bộ xương con dơi. Ui, nhìn thấy ghê quá. Nói chung là mình thích coi thôi, chứ thực ra Halloween mình cũng ít trang trí ở ngoài, bởi vì mình cũng hơi sợ mấy cái này á, hết mùa rồi cất vô kho cũng hơi ớn, nên là thường là mình chỉ hay trang trí Noel thôi, bởi vì Noel nó dễ thương. Đây, nếu mà mấy bạn ở Canada thì đến Dollarama mua nha, đồ phong phú đa dạng mà rẻ. Đây nè, ai muốn làm hiệp sĩ siêu nhân gì kiếm nè, xi xích đồ này nọ đủ hết nè. Đó, làm thần Thor thì có búa luôn nè. Đây, ồ, song kiếm luôn nè. Trời ơi, cái gì cũng có hết. Làm dũng sĩ đồ này nọ có hết nha. Đây, mấy cái đồ này thì mấy đồ kiêu kiêu dễ thương để ngoài nè. Chắc là để mình sẽ dẫn con của bạn mình ra đây để lựa cho, để kêu tụi nó lựa mấy cái bộ đồ hóa trang. Lựa sớm thì còn nhiều kiểu chứ trễ quá sợ hết kiểu quá, bởi vì giá ở đây là rẻ nhất rồi.